Xin chào tất cả các anh chị em, chúng ta gặp nhau trong chương trình Quang Tùng Đầu Câu Cầu Diễn Và vào cuối tuần này thì chúng ta có một trận chung kết của cả mùa giải Trận chung kết của UEFA Champions League của đội sức giữa Real Madrid và Borussia Dortmund Một trận đấu xứng đáng để chúng ta kết thúc một mùa giải có thể nói là kéo dài Với rất nhiều những diễn biến hấp dẫn, thú vị đã đi cùng chúng ta trong khoảng 10 tháng đã qua Và sau trận đấu này thì chúng ta sẽ có vòng chung kết Euro 2024 Những trận đấu sẽ diễn ra trên đất Đức và một đội bóng Đức sẽ khép lại mùa giải 2023-2024 trong trận đấu trên sân Wembley cùng với Real Madrid, một tượng đài của UEFA Champions League. Không thể chờ đợi gì một kết quả, một diễn biến có thể nói là hấp dẫn hơn. Cho dù trong suốt những ngày qua sau khi chúng ta xác định được hai đại biểu của Đức và Tây Ban Nha sẽ có mặt trong trận chung kết thì mọi người, phần lớn mọi người đều nghĩ rằng Real Madrid sẽ là đội có lợi thế, thậm chí cũng nghĩ luôn là chiếc cúp thứ 15 ở ờ, UEFA Champions League ở Quốc Châu đã thuộc Real rồi. À, thực ra thì mọi người suy nghĩ như vậy à, nó cũng có lý bởi vì à, trong kỷ nguyên UEFA Champions League à, từ đầu những năm 90 cho đến nay Real vào chung kết lần nào là họ thắng lần đấy. À, cho dù là các loan Ancelotti dẫn dắt đội bóng hay là Zinedine Zidane hay là Jus Handke thì họ đều là đội à, giành thắng lợi cả. À, trong khi đó thì Borussia Dortmund à, chỉ có một lần dành ờ, chiến thắng ở trận chung kết này thôi. À, lần gần đây nhất ở mùa giải 2012-2013 khi mà Jugenclub cùng với đội bóng này lọt vào trận chung kết thì họ đã thua Bayern Munich. À, nhưng nên nhớ rằng là ở mùa giải 2012-2013 à, trên con đường đến với trận chung kết thì Dortmund hai lần thắng Real, một trận thắng 2-1 ở vòng bảng và một trận thắng 4-1 ở vòng bán kết. Những ký ức đó là những ký ức có thể nói là cũng nói lên một số điều cho dù Ừ, những cái diễn biến ở trong quá khứ nó cách bây giờ cũng đã là khả, rất là xa rồi. Nhưng khi mà nó nói lên lịch sử thì đội bóng nào cũng có cái lý do để mà nghĩ đến lịch sử của mình. Ví dụ như là Real Madrid uh, họ uh, là đội duy nhất có thể uh, phá vỡ được cái lời nguyền uh, các đội bóng không thể bảo vệ được uh, danh hiệu vô địch Ở UEFA Champions League đúng không ạ? dưới thời của Zidane uh, họ có một cái kỷ lục 14 lần đăng quang ở giải đấu này rồi. Uh, trong khi đó thì Dortmund là đội bị đánh giá thấp hơn rất nhiều ở cái thời điểm diễn ra trận chung kết của giải đấu này trận chung kết mùa bóng 96 97 khi họ là đối thủ của Juventus. Juventus ở thời điểm đó có Ciro Ferrara, có Didier Deschamps, có Alain Bouxic và có Christian Vieri. Những cái tên rất nổi bật đúng không ạ? Nhưng nói gì thì nói ở thời điểm đó Dortmund cũng có một thế hệ, có một lứa cầu thủ có thể nói là ở đẳng cấp quốc tế, nếu như không nói là những người ở, ở top đầu Ví dụ như Matthias Sammer, ví dụ như um, Stefan Reuter, uh, Jock Hendrick, uh, Paul Lambert, um, uh, Stefan Chapuza um, và Andreas Müller rất rất nhiều những cái tên. Và thực sự là họ đã tạo ra được một cái điều mà ít người nghĩ tới trước đó. Bởi vì chúng ta nghiêng về cái danh tiếng của Juventus nhiều hơn là chúng ta nhìn về kết cấu của một đội bóng. Uh, đó là câu chuyện của năm 1997. À, khi mà Dortmund đã thắng Juventus với tỷ số ba một để có được danh hiệu ở UEFA Champions League kể từ đó đến nay thì đương nhiên đặt cái thành tích ở uh, Bundesliga ở giải đấu quốc nội cũng như uh, giải đấu uh, tầm cao nhất của châu Âu là UEFA Champions League thì Dortmund làm sao mà sánh được với Real Madrid được Real Madrid là một đội bóng có thể nói là vĩ đại nhất của thế giới bóng đá này một đội bóng mà hầu như tất cả mọi người những cầu thủ ở uh, tầm đỉnh cao để ước mơ khoác áo một lần và chơi những cái trận đấu tại sân Chievo Bernabeu tất cả những điều đó nó nói lên tầm mức của đội bóng nhưng trong khuôn khổ của một trận chung kết thì điều gì cũng có thể xảy ra à, bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ nghĩ đến việc là Real Madrid sẽ triển khai trận đấu như thế nào bởi vì họ là một đội đến để chinh phục Họ là đội có cái gen chiến thắng ở UEFA Champions League Họ sẽ tiếp cận trận đấu như thế nào Họ sẽ áp đặt trận đấu hay là chơi du ngủ và dương ra những cái bẫy Để lừa đối phương mắc vào những cái bẫy đó Đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra Bản chất họ vẫn thường chơi như vậy Họ có thể du ngủ trong suốt cả trận đấu Ví dụ như trận ở vòng bán kết vừa rồi Họ đã thường du ngủ đối phương đấy chứ Đúng không? Và họ vẫn thành công bằng một cách nào đó à, Và cái cách mà họ bùng nổ tôi luôn luôn khiến cho đối phương không thể kiềm chế được khi mà họ đã bùng lên ấy, thì quả thật là cái ngọn lửa của họ là một ngọn lửa, nó có một cái nguồn năng lượng nó kinh khủng. Cái kinh nghiệm của họ, cái bản lĩnh của họ, cái sự lọc lõi của họ thì đã đành. Nhưng bên cạnh cái chất kinh nghiệm của những cầu thủ lớn tuổi, những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như là uh, Tony Cruz, như là Modric, như là Van đây thì còn có cả sự bùng cháy của tuổi trẻ với Rodrigo, với Vinicius. Đó là những cái thứ phẩm chất được... Uh, kết hợp một cách rất là nhuần nhuyễn bởi một tài năng là Carlo Ancelotti. Ông ấy thành công với rất nhiều những lĩnh vực ở các cấp độ rồi, ở các giải đấu khác nhau rồi. Và với UEFA Champions League thì đó vẫn là một tượng đài rất là lớn. Thế nên là bây giờ hình dung ra một cái thế trận mà nó nó nó, nó thiếu tính kiểm soát của Real hay nói khác là thiếu cái sự chủ động của Real là hơi khó. Họ chủ động lui về hay chủ động tấn công đều là cái thứ mà họ có thể làm tốt và cái xu hướng mà gai một cái bẫy nào đó là có thể xảy ra đúng không ạ? Bẫy là cái thứ mà chính Borussia Dortmund trong một loạt những cái mùa giải gần đây khi mà cạnh tranh những cái vị trí cao, đặc biệt là danh hiệu vô địch của Bundesliga lúc đua với Bayern Munich ấy, họ đã thường rơi vào. Và chính những người dày dạn nhất của họ như là Matt Hummels chẳng hạn, cũng rất dễ mắc những sai sót để gọi là những cái bẫy đó nó nó sập xuống khiến cho Đông Môn bị uh, xa lầy uh, không có được kết quả tốt trong những trận đấu đối đầu trực tiếp và ở những thời điểm gọi là quan trọng như ở vòng đấu cuối cùng của Bundesliga mùa giải trước khi mà chiếc đĩa bạc đã đến rất gần với Đông Môn rồi thì họ cũng mắc phải những sai sót ở phòng ngự để rồi lại một lần nữa uh, tuột mất danh hiệu và cái chuỗi những năm tháng của Bayern Munich chỉ có thể bị dừng lại bởi một đội bóng khác là Bayer Leverkusen chứ không phải là Borussia Dortmund đội bóng luôn là một phần của The Klassiker. À, vậy thì cái bẫy nó của Real được răng ra thì khả năng Dortmund bị rơi vào cái bẫy là nó có cái logic, nó có cái cái lý do mà đã từng xảy ra. À, mặc dù vậy thì cái kết quả lọt vào trận chung kết. Cái việc mà chỉ cần phải chơi một trận chung kết cái việc mà họ đã vượt qua những đội bóng như Atletico uh, như là Paris Saint-Germain, đặc biệt là trận đấu ở gặp Paris Saint-Germain với một cái thế trận nó có tính rình dập, có khả năng chơi uh, kiểm soát theo việc là lui về, đá phòng ngự có chiều sâu, đá chắc chắn, đá có cái độ dày ở về phần sân nhà và bung ra với một cái tốc độ cao uh, thì nó lại làm một điều nó khiến cho chúng ta cần phải phải suy nghĩ. Uh, và cái cái sự suy nghĩ đấy nó 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 hoàn toàn có cơ sở khi chúng ta nhìn lại một loạt những trận chung kết của đoạn cuối ở châu Âu. Ví dụ như là trận chung kết của Europa League uh, với Atalanta uh, gặp uh, đối thủ là Belevuzen, một đội bóng đang được để đánh giá rất là cao hay là trường hợp của uh, Olympiacos, đội bóng của Hy Lạp cũng đã giải quyết được vấn đề trước Fiorentina mặc dù họ là đội bóng bị đánh giá thấp hơn. Uh, ngay cả cái trận chung kết Cúp 3 giữa MU và Man City cũng thế đội bóng bị đánh giá thấp hơn với một cách lựa chọn chính xác à, trong một ngày mà đối phương không phát huy được nhiều nhất những cái hay của đối phương thì cái đúng cái hợp lý của chính mình có thể giải quyết được vấn đề. Cho dù đó không phải là một lối chơi tấn công với áp lực cao à, như của MU nhưng cũng nó hoàn toàn có thể là một cái lối chơi có cái cường độ như của Atalanta ở khoảng 15 20 phút đầu của trận đấu đâu cũng có thể là một cái cách à, tiếp cận hợp lý à, vì Dortmund là một đội bóng mà trong suốt quá trình đã qua thì họ có chiều hướng đi lên và họ đang biết cách tập trung vào cái mục tiêu của mình ở mùa giải này là UEFA Champions League chứ không phải Bundesliga nữa. Mùa giải này thì ở Bundesliga họ đứng tới thứ năm cơ, cho dù đó là vị trí vẫn được dự UEFA Champions League mùa giải sau nhưng nó rõ ràng là họ đã giải quyết cái mục tiêu của mình ở giải đấu quốc nội nó 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 đơn giản nó hợp lý hơn để dồn toàn sức vào đây và trước thêm một trận đấu tinh binh của Real. Hoàn toàn có thể ra sân Nhưng ở chiều ngược lại Thì Dortmund cũng có một sự sẵn sàng Đó là một sự hoàn thiện nào đó Trong lối chơi của Matt Của Slottenbeck Ở hàng phòng ngự của Dortmund Và cái khả năng chơi Phản công của đội bóng Đức Nó được củng cố bởi những cầu thủ Như Full group như Adeyemi Với khả năng truyền bóng của Julian Brand Và trong một ngày Mà hoàn toàn có thể chúng ta sẽ Nói lời chia tay với một cầu thủ có thể nói là tên tuổi của nước Đức là Marco Roy thì biết đâu đấy một pha xử lý tinh tế của cầu thủ này sẽ để lại uh, cho người hâm mộ một khoảnh khắc có thể nói là để đời và đem về cho Dortmund một danh hiệu điều mà Marco Roy không thể có trong cả chục năm qua khi phục vụ cho Dortmund không hề thắng ở Bundesliga và tất nhiên là không thể thắng ở Cúp châu Âu rồi điều gì cũng có thể xảy ra đương nhiên 10 người được hỏi thì có lẽ phải đến 7 người 8 người thậm chí nhiều hơn thế sẽ nghĩ là Real thắng nhưng không phải là không có người đang nghĩ tới việc mà Dortmund có thể làm đến bất ngờ và cái tỷ lệ đó cho đến trước giờ bóng lăn dường như nó đang tăng lên, cho dù nó không phải là uh, quá nhiều nhưng nó cũng đang có một sự thay đổi và một trong số đó là tôi tôi nghĩ rằng là Dortmund đang có một cái lợi thế của mình họ vào cuộc trong một cái trận đấu ở thế của kẻ cửa dưới họ lựa chọn một cái tiếp cận nó hợp lý và trong một ngày sung mãn thì cái việc đá ở cửa dưới đôi khi nó lại là dễ hơn với việc mà vào trận là đương nhiên sẽ thắng trong thắng trong cái cái, cái cái suy nghĩ thắng ở trong cái tâm thế nhưng không thắng được trong hành động của Real Madrid điều gì cũng có thể có trong xảy ra trong một trận bóng đá đấy chính là điều thú vị của môn môn thể thao này và với cái xu hướng mà tôi vừa nhắc ở trên là các đội bóng hoàn toàn có thể uh, sẽ có kết quả tốt khi bị đặt được ở cửa dưới trong các trận chung kết cúp của mùa giải này Conference League Europa League kể cả FA cup rồi bây giờ là uefa champions league những trận đấu cuối cùng của mùa giải đang có xu hướng như vậy tại sao không lại có thêm một trận đấu nữa đúng không ạ mọi chuyện đều có thể xảy ra trong bóng đá nếu là một trận thắng cho Dortmund tôi nghĩ rằng đó sẽ là một cái điểm nó sẽ khiến cho uh, cái bức tranh của bóng đá châu âu nó trở nên thú vị hơn bởi vì là bây giờ real thắng thêm một lần nữa là chức vô địch lần thứ 15 là lần uh, thứ ba với carlo ancelotti cùng real madrid nó là quá quen rồi chúng ta dự đoán như thế nó rất là dễ đúng không ạ thế nhưng mà nếu như là Dortmund thì màu sắc của bóng đá châu Âu nó sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều và nên nhớ rằng sau cái trận chung kết này sẽ là vòng chung kết của Euro 2024 trên đất Đức một đội bóng Đức thắng ở Champions League chưa chắc sẽ khiến cho đội tuyển Đức giành được chiếc vô địch Euro trên sân nhà nhưng nó là một sự hứa hẹn cho một cái vòng chung kết rất là nhiều cái điều thú vị được kích thích những đội bóng ở tầm dưới những đội bóng bị xem thường những đội bóng ở từng gọi là cửa dưới sẽ có cái lý do để mà thi đấu hay hơn một nguồn cảm hứng để chơi gọi là tưng bừng hơn và có tính mục đích cao hơn rất có thể chúng ta sẽ có một cái mùa euro nó thực sự là là sống động cái tên lớn giành thắng lợi không phải là chúng ta không muốn vì đó là những đội bóng vĩ đại nhưng chúng ta sẽ theo dõi bóng đá với tư cách là người quan sát người xem người ủng hộ Uh, tạm gọi là fan trung trung lập ấy. thì uh, chúng ta chờ đợi những cái gì nó thuộc về tính trình diễn uh, cái sự thú vị cái tính hấp dẫn cái điều gọi là bất ngờ chứ còn nếu như chỉ trông chờ vào một cái kết quả thông thường thì có lẽ không phải lúc nào chúng ta cũng sẽ đến với bóng đá vậy nên với cá nhân tôi tôi nghĩ rằng rất có thể đây sẽ là một trận đấu có kết quả tốt cho Borussia Dortmund À, cho dù có sai hay đúng thì nó cũng chỉ là một dự đoán cho một cái một cái trận đấu cuối cùng như thôi. Với tôi thì Dortmund có lý do để tạo ra một cái điều một điều bất ngờ nào đó. tỷ số có thể chỉ là trích lệch một bàn thôi, à, có thể là hai một cho Dortmund à, và chắc chắn đây sẽ là một trận đấu mà tôi cảm nhận được rằng là Real Madrid cho dù được đánh giá cao rất nhiều thì cũng không hề dễ dàng chút nào cả. kể cả cái việc mà kết quả nó có thể ngược với cái cái phán đoán của tôi thì nó cũng sẽ khó là một trận đấu uh, thuận lợi cho Real Madrid uh, và nếu họ thắng thì đó sẽ là lần thứ 15, đó rõ ràng là một cái kỳ tích trong cái kể cả là trong lịch sử kéo, kéo dài của cả mấy chục năm của cái cúp dành cho các nhà vô địch này hay là trong kỳ nguyên UEFA Champions League tôi thì họ vẫn là đội bóng số 1 và điều đấy nó chỉ là một sự củng cố. Đó sẽ là sự chia tay sự nghiệp thi đấu ở cấp độ câu lạc bộ của Tony Cruz cũng là một người Đức. Và nếu như anh ấy giành được chức vô địch thì anh ấy hoàn toàn có thể đem cái cảm hứng đấy đến với UEFA Euro 2024 với Jude Bellingham chẳng hạn, anh ấy nếu mà thắng ở UEFA Champions League rồi sau đó đến với Euro anh cũng là bùng nổ với đội tuyển Anh nữa thì quả bóng vàng khả năng khó thoát được cái cái cái, cái, cái đôi tay của Jude Bellingham sau khi anh đã giành uh, chức vô địch của La Liga và danh hiệu cầu thủ hay nhất của La Liga ngay ở mùa giải đầu tiên chơi. Tất cả những lý do đấy nó đều có thể sẽ là một cái chuỗi những sự tiếp nối khác nhau. Nhưng có một chi tiết nhé tôi để ý là thường những cầu thủ đã giành giành UEFA Champions League ấy, thì thường ở trong cái năm có Euro hay World Cup ấy, ít khi họ có được cái sự thuận lợi tiếp theo lắm. Thôi chúng ta hãy cùng chờ xem điều gì cũng có thể xảy ra với tôi, Dortmund có thể thắng. còn các bạn nghĩ thế nào? chúng ta hãy cùng là trao đổi, cùng comment ở phía dưới và hy vọng rằng chúng ta sẽ có một đêm chứng kiến trận chung kết giữa Real Madrid và Dortmund thật hay và chúng ta hãy cùng khép lại mùa giải trước khi hướng đến những ngày hè nóng bỏng cùng trái bóng của Euro. Xin chào và hẹn gặp lại.